Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại chợ lớn, sinh ra trong một gia đình có sáu anh chị em với hai người em của ông cũng trong giới nghệ sĩ là hồng nhung và tiểu linh nghệ sĩ vũ linh luôn là gương mặt được nhiều người yêu thích cải lương mến mộ chính vì thế những ngày ông bệnh nặng khán giả đã không khỏi lo lắng và cầu chúc sức khỏe cho ông trong làng giải trí việt những tên tuổi đình đám của bộ môn nghệ thuật cải lương luôn nằm trong top những gương mặt được khán giả yêu thích nhất và nghệ sĩ vũ linh chính là một trong số đó Ông được gọi với nghệ danh thân thương là ông Hoàng Cải Lương bởi những dấu ấn mạnh mẽ qua các vở diễn phải kể đến như Trảm Trịnh Ân, Thái tử đan giả gái, Thần nữ, Ngũ Linh Kỳ. Ấy thế, 5 năm, năm trở lại đây, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh đã dần có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng. Ông từng có khoảng thời gian phải rời xa nghệ thuật để tập trung điều trị bạo bệnh. Cô sống và đường ruột nên không thể tiếp tục đi diễn. Mới đây, Vũ Linh đã có dịp hội ngộ đồng nghiệp trong ngày rỗ của cố nghệ sĩ Bạch Mai. Theo như những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, ngay khi ông Hoàng Cải Lương được gặp lại những người bạn thân thiết của mình, ông không giấu được cảm xúc hào hứng và xúc động. Thậm chí, nghệ sĩ Tuồng Cải Lương Thái tử Đan Giả Gái đã vui vẻ trò chuyện cùng đàn em thoại Mỹ. Tuy nhiên, ngay khi đoạn clip vừa được chia sẻ rộng rãi, nhiều người hâm mộ đã không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của ba nuôi Bình Tinh. Bởi lẽ, ông xuất hiện trước đồng nghiệp với dáng vẻ tiều tụy, gương mặt hốc hác và cánh tay gầy gò. Thêm vào đó, Thoại Mỹ cũng nhanh chóng dặn dò ông Hoàng Cải Lương phải tầm bổ và cố gắng ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Xong, nhiều hậu bối và khán giả đã phải thốt lên rằng đây có phải là Vũ Linh ngày nào. Tuy những hình ảnh mới nhất của Vũ Linh đã khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên vì vóc dáng khác lạ, nhưng không chúng đều vui mừng vì hiện tại ông đã lấy lại được tinh thần ổn định và minh mẫn. Ở tuổi ngoài 60, các khán giả yêu mến giọng ca cải lương sinh năm 1958 đều hy vọng ông có đủ sức khỏe để quay trở lại nghệ thuật. Nghệ sĩ Vũ Linh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của thể loại hình kịch hát cải lương. Ông là một ngôi sao sáng giá của sân khấu cải lương ở thời kỳ huy hoàng nhưng cuộc đời của ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Cùng nhìn lại những giai đoạn mà ông đã trải qua cho đến cuộc sống hiện tại như thế nào nha. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được xem là thần tài của các sàn diễn cải lương. Là người được khán giả và báo chí yêu ái dành cho một cái tên thật oai coi là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng vì đã từng một thời cái. Tên Vũ Linh chỉ cần xuất hiện trên băng rôn thì những đêm diễn dù chỉ là một trích đoạn cũ ở một đoàn tỉnh lẻ cũng thu hút hàng ngàn. Khán giả đến xem và để có thể mới được ông có những đoàn hát còn chấp nhận chia cho Vũ Linh hưởng một nửa doanh thu của đêm diễn đó. Có thể nói trong sự nghiệp ông vô cùng gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhưng trái ngược hẳn với điều đó là cuộc đời thực tế của ông lại khá chơn chuyên. Năm 13 tuổi nghệ sĩ Vũ Linh được ba mẹ cho đi học ca cổ với thầy tâm vĩ, Năm 1972, Vũ Linh rời gia đình theo đoàn hát đồng ấu hoa thế hệ để đi lưu diễn ở các tỉnh. Sau đó ông về hát cho gánh hoa anh đào Kim Trường, nơi đây Vũ Linh được nghệ sĩ Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan yêu quý và coi ông như anh em trong nhà, chỉ dạy tận tình trong nghề hát. Năm 1991 Ông dự thi với tác phẩm rũ áo bụi đời là một trong những vở diễn ấn tượng nhất với khán giả cho đến tận bây giờ và may mắn ông đoạt giải giải Trần Hữu Trang. Ông được xem là một viên ngọc tỏa sáng nhất trong tất cả các nghệ sĩ đoạt giải Trần Hữu Trang mặc dù trong số 6 nghệ sĩ nhận giải Trần Hữu Trang năm ấy thì chỉ duy nhất có ông là nam còn lại thì đều là nữ. Năm 1995 cái tên Vũ Linh lại tạo nên cơn sốt cho khán giả một lần nữa qua vai diễn Nguyễn Địa Lô. Trong vở bức ngôn đồ Đại Việt với khả năng ca diễn của Vũ Linh đã đạt đến một trình độ bậc thầy. Vào năm 1997 thì ông đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tuy nhiên kể từ năm 2011 cho đến nay Cải Lương đang trong tình trạng mất dần khán giả vì thế hệ trẻ hiện nay chuộng những dòng nhạc trẻ nhạc nước ngoài. Trong lúc Cải Lương đang dần đi xuống Vũ Linh đã táo bạo lực lại nhiều vở để cứu sân khấu Cải Lương nhưng như Tây Thiên Vũ Khúc, Châu Du Đại Soái từ tư phạt sở và gần đây nhất là vở Tân triều đế hoàn toàn thuyết phục khán giả. Khi chút bỏ xiêm y muôn màu lộng lẫy trên sân khấu, ông trở lại là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, vẫn khóc cười với cuộc đời đầy sóng gió ngoại cờ bạc, Vũ Linh cũng suýt dính vào ma túy. Thuốc lắc nhưng may mắn ông đã biết dừng lại đúng lúc vì nhận ra được con gái nuôi của mình bỏ nhà đi bụi. Thời điểm đó, Vũ Linh như điên dại chạy khắp nơi tìm con mẹ ông hay tin thì phát bệnh và sau đó qua đời. Ngày ông tìm được con gái, đứng trước vong linh của mẹ, Vũ Linh đã thề không bao giờ đụng đến lá bài. Máu đỏ đen đã suýt đốt cháy cả sản nghiệp mà tội lỗi hơn là nó đã đẩy ông vào tội bất hiếu. Nhưng may trước khi mất thì mẹ ông đã kịp nhìn thấy sự sửa sai của con trai. Vì để có tiền trả nợ và sửa chữa những sai lầm của mình, Vũ Linh đã làm việc không ngừng nghỉ. Ông nhận tham gia các video cải lương và chấp nhận mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng còn tất cả thời gian còn lại thì giam mình trong phòng thu hay ra phim trường. Ông xúc động chia sẻ muốn làm lại từ đầu, rũ bỏ tất cả các ký ức đen tối. Cuộc đời đã thăng trầm mà tình duyên của nghệ sĩ Vũ Linh cũng không kém phần chắc chờ, mang chất đa tình của người nghệ sĩ nên đã có biết bao người thầm thương trộm nhớ ông. Tuy nhiên đa tình rồi lại đa đoan nên những cuộc tình của Vũ Linh thường mang màu buồn. Khi còn là một kép hát tình lẻ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có một mối tình sâu đậm với một thiếu nữ xinh đẹp con nhà giàu nhưng vì bố mẹ cô gái phản đối định kiến với kiếp cầm ca của ông nên hai người đã chia tay trong nước mắt. Cũng chính từ đó mà Vũ Linh dấn thân vào con đường đỏ đen nhưng sau đó được sự dạy dỗ nghiêm khắc của người thầy của mình là nghệ sĩ Diệu Hiền đã giúp ông thức tỉnh. Sau mối tình bị đứt gánh giữa đường thì sau đó Vũ Linh có sống chung với một cô gái gần nơi mà Đoàn Diễn Đông Đô khiến cô gái này mang bầu, sau đó cô gái này đã sinh cho Vũ Linh một cậu con trai giống ông Như Tạc, nhưng chớ trêu thay cậu bé đó khi lên 3 tuổi thì bị giật kinh phong tuổi qua đời. Đây là một cú sốc quá lớn khiến ông đau lòng khóc hết nước mắt. Và một lần nữa Vũ Linh quay trở lại những ngày tháng ngập trong hơi men Và một lần nữa người thầy nghệ sĩ Diệu Hiền đã giúp ông tỉnh táo tinh thần để quay trở lại sân khấu Mặc dù được nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộn Nhưng anh vẫn không đón nhận ai Đến cuối cùng, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn chọn cuộc sống độc thân Nghệ sĩ Cải Lương Vũ Linh là người khá kín tiếng với truyền thông Ở tuổi 62 ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng chọn cách lui về hậu trường và hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Ông được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Không ít lần Vũ Linh đã giúp đỡ những nghệ sĩ trẻ trong các vở diễn. Phương Hồng Thủy từng gọi Vũ Linh là người mình thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. until the end of life.